trả các bản tin nhanh 24/7. Show cận cảnh Honda Super R250R ở Việt Nam trong triển lãm Việt Nam Motorcycle Show 2007. Ở phân khúc Sportline 250cc, có thể nói Super R250R là cái tên mà gây nhiều sóng gió nhất trong thời gian qua. Và nhân dịp Việt Nam Motorcycle Show 2007, Honda Việt Nam cũng mang mẫu xe này đến trưng bày cho người xem không ít sự thích thú, bởi đó rất phù hợp với trong nước ta. Cùng với chúng tôi soi cận cảnh mẫu mô tô thể thao đầy chất thép này nhé. Honda Super R250R 2007 phiên bản đen mờ. Chiếc xe sở hữu vẻ ngoài vô cùng ấn tượng với thiết kế đầu đèn siêu ngầu, tạo hình nhọn hướng hẳn về phía trước, được trang bị bộ đèn LED cùng với cặp đèn demi LED đầy sắc sảo và trông rất dữ dằn. Super R250R 2007 sở hữu bộ quay đầy thể thao với ý tưởng của mẫu xe đua Honda RC213V trên đường đua MotoGP. Đầu đèn của chiếc xe tạo cảm giác một chiếc phi thuyền không gian. Super R250R 2007 vẫn được trang bị hệ thống chống bó cứng ABS, hệ thống treo đầy cứng cáp với cặp buộc ốp xe đầu, hệ thống phanh trước dây đĩa và có đường kính là 310mm cùng với heo dầu Nissin, được trang bị hệ thống chống bó cứng ABS. Chiếc xe có 3 chức năng lái hoàn toàn mới, đó là Racing, Sport, Racing and Diminished. 3 chức năng này sẽ làm việc song hành cùng với nhau với hệ thống điện trên xe để có thể đáp ứng được việc điều khiển một cách tốt nhất. Hai bên cụm công tắc với các nút ấn dễ dàng sử dụng. Bình xăng được thiết kế hiện đại đầy cơ bắp, có dung tích lên tới 14,5 lít. Cung cấp nguồn sức mạnh của chiếc xe đến từ khối động cơ hai xăng song song, hoàn toàn mới, 4 thì 8 van, DOC làm mát lỏng dịch với dung tích là 249,7cc, có công suất lên tới là 38,7 mã lực, mạnh nhất trong ở phân khúc là 250cc. Kích thước cơ bản của mẫu xe bao gồm chiều dài tổng thể 2060mm, bề ngang 724mm, chiều cao 1098mm, chiều dài cơ sở ở mức 1389mm, chiều cao gầm ở mức 145mm, hệ thống treo sau dạng monoshock tùy chỉnh được. Đĩa sau có đường kính là 240mm, thiết kế gần sóng giống như đĩa trước. Bên cạnh đó hệ thống ống xả đôi với thiết kế đầy thể thao. Yên xe được thiết kế hoàn toàn mới, góc nhìn không thể kém cạnh hơn những người đàn anh ở phần khối lớn, với chiều cao yên trước ở mức là 790mm. Đèn hậu cũng được thiết kế đầy tinh tế, chia thành hai phần bút nhọn lên đầy kiêu hãnh. CBR 250R 2007 có 3 phiên bản bao gồm đen mờ, xám kim loại và đỏ. Hiện nay Honda chưa vẫn phân phối chính thức nên chưa có giá bán cụ thể, và có thể nói trong cuối năm nay mọi người sẽ có cơ hội sở hữu dòng xe này không chừng. Với giá hiện tại ở bên đời Indo vào khoảng là 70 triệu ribi, tương ứng là 119 triệu đồng Việt Nam, nhằm cạnh tranh với những hãng trong cùng phân khúc như Kawa Ninja 250 hay Yamaha R25 v.v. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp. Nhớ like, share, subscribe.